Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người về cách phục hồi một cái đội thủy lực bị hư. Thì nhà mình thì mình có một cái đội hư mình nhặt lại. Rồi. Và mình bắt đầu mình phục hồi. Ngắt luôn. Rồi. Từ rồi, quay vòng vòng. Đây. Rồi.
đẹp mà, có ở đâu. Rồi kéo ra. Ngoài ấm đó đâu, bỏ rồi. Này xin. Ăn ấm thôi. Cho ấm một quần xà lõn. Bị lộ cơ thể ra. Kim nhã. Đây ngồi luôn đi. Từng đâm từng ra. Ôi,